Ok, chào mừng tất cả các bạn. Cũng như anh chị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với clip tổng hợp những tình huống giao thông mà chúng ta hay gặp ở trên đường. Tình huống đầu tiên. Phải là có một chiếc ô tô màu trắng đang chạy ngược chiều ở trên cao tốc. Một hành động vô cùng thiếu ý thức. Đây, biển số là 36C. Rồi, biển số rõ rành rành như thế này chắc chắn là sẽ bị phạt rồi đấy, không chạy vào đâu được. Tình huống tiếp theo. Một chiếc xe ben. Là trời. Rất may trong tình huống này không có ai bị thương. Clip này là nó xảy ra ở Trung Quốc nha các bạn. Tình huống tiếp theo. Vậy rồi, thấy đường lái không ta? Ảo vậy. Thua luôn. Vậy sao mà thấy đường lái xe? Ôi là trời. Tình huống kế tiếp. Theo các bạn, ai đúng ai sai ở trong tình huống này? Các bạn cũng như anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi, một cô gái. Chị đây. Một chiếc ô tô tải đang lùi xe. Cô gái vẫn không xuống xe, vẫn đứng bất động. Không xuống xe à? Xe tải vẫn lùi tiếp tục. Cô gái vẫn không chịu xuống xe. Đến khi có một người dân chạy ra và kéo cô gái xuống xe thì cô gái mới chịu xuống xe. Ủa sao ngáo vậy? Rất khó hiểu cho cô gái trong tình huống này. Khó hiểu thật sự. Chúng ta lại tiếp tục đến với tình huống giao thông hấp dẫn khác. Rồi. Là một chị gái. Thái độ à? Gì vậy? Có hiểu vậy? Đâu có cái bình xịt sẵn luôn. Ở trong tình huống này có cái chuyện gì mà lại gây nhau ta? Một nữ ninja. Kìa. Có hiểu vậy? Đúng rồi, chị luôn đúng mà. Rồi, tiếp theo. Một chiếc ô tô đang lưu thông ở trên đường. Sao nữa đây? Có một đám shipper tạt đầu. Tài xế đã đánh lái để tránh qua chạm. Một tí nữa thôi là không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi, tình huống tiếp theo. Đường vừa mưa xong, mặt đường khá là trơn trượt. Và cái két của chiếc container chạy với tốc độ nhanh khi qua khúc cua. Là trời. Hỏng xe hết rồi. Rồi tiếp theo. Một chiếc ô tô đang đổ ở dưới lề đường. Ở phía trước là có một vật cản. Là trời, tông luôn. Khó hiểu vậy? Vậy cũng chạy được luôn. Đừng bảo ở trong xe là nữ tài xế nha. Rất là khó hiểu. Tiếp theo, chúng ta có thể thấy là vẫn còn 8 giây đèn đỏ. Phía sau lúc này là bấm còi in ỏi. Xe di chuyển rồi, vẫn tiếp tục bấm còi. Bực quá nên tài xế mới nhấp nhẹ và thắng lại. Sau hơn 400m thì thanh niên đó chạy lên và bắt đầu chặn đầu xe mình. Đó là toàn bộ sự việc được nam tài xế cố gắng camera hành trình chia sẻ lại. Rồi, tiếp theo. Tình huống này các bạn hãy chú ý vào chiếc ô tô con màu đen đang di chuyển. Thì đột nhiên chiếc ô tô con màu đen bắt đầu va chạm với chiếc xe bồn. Đấy. Chúng ta cùng nhau xem lại tình huống này một lần nữa. Chiếc xe ô tô con màu đen đã di chuyển quá sát với chiếc xe bồn. Còn ở tình huống này, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
có một chiến sĩ cảnh sát giao thông tiến về phía chiếc xe màu đỏ. Rồi, lên xe. Rồi, sao nữa đây? Rồi. Rồi máy lên. Ơi. Ôi trời ơi. Một tình huống khá là hài hước. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip trên kênh của Tin 5 Phút. Rồi tiếp theo. Quay. Ui. Đây không phải là một tình huống giao thông qua trạm gì cả. Đây, mà đây là một tình huống vượt đèo. Có 102, một tình huống vượt đèo đẹp mắt và điêu luyện. Vâng. Vâng, các bạn thấy kỹ năng như thế nào? Ui, xem mà phê con mắt. Đấy, rồi, tình huống kế tiếp. Một chiếc ô tô màu đỏ, rất là đỏ. Để xem coi trong tình huống này chiếc ô tô màu đỏ có còn đỏ được hay không. Một pha lùi xe. Đấy. Xe màu đỏ đẹp bóng loáng luôn. Lùi lại này. Ui. Coi pha lùi xe của tài xế mua băng có gì khác biệt nha. Rồi, chắc này canh thẳng vô cái ghế đá rồi này. Đó, bắt đầu lùi lại cái ghế đá đây. Ôi, tiếp. Tiếp đi. Đấy. Rồi. Một pha lùi xe. Mất mẹ nó 2 tháng lương rồi. Bởi mẹ nó luôn cái ghế đá rồi. Ôi là trời. Một pha lùi xe của tài xế mua băng. Ui. Yếu quá yếu. Rồi, tình huống tiếp theo lại là một pha lùi xe. Ui. Rồi, khỏi khung kính gì nữa. U là trời. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Ui. Một pha lùi xe hất cả một chiếc bàn đang cúng kiến cái gì đó. Rồi, tiếp theo. Đây là một hành động rất là ý nghĩa. Trời đang mưa to và phía trước là có một chiếc xe ô tô tải, nhưng mà tài xế không kịp kéo bạc. Sau đó nam tài xế ở trong xe có gắn camera hành trình chạy đến ở phía sau, đã bước xuống để giúp chiếc ô tô tải kéo bạc lại. Đây, một hành động rất là đẹp. Đấy, mặc dù không quen không biết gì cả, nhưng đi trên đường gặp nam tài xế này đang khó khăn trong việc là kéo tấm bạc lại để che hàng, thì mặc dù không quen biết, nhưng nam tài xế trên xe có gắn camera hành trình vẫn sẵn lòng xuống dầm mưa để giúp đỡ và giúp kéo tấm bạc lại. Rồi tiếp theo, một chị gái đang rửa tay. Ôi thử chị mạnh nữa xem. Đấy, chị mạnh nữa là hất nước cho người chị là biết tay nha. Rồi tiếp theo, không biết làm vậy để làm chi này. Đấy, nam thanh niên liên tục điều khiển phương tiện chạy vô con lương và sau đó lạng ra ở bên ngoài. Một hành động khó hiểu của nam thanh niên. Và ở phía sau nam thanh niên này là có một chiếc ô tô khác có gắn camera hành trình. Toàn bộ quá trình khó hiểu của nam thanh niên này đã được ghi lại. Nhiều người đã thắc mắc rằng không biết là nam thanh niên thể hiện như vậy được đi và nhằm mục đích gì. Rất là khó hiểu các bạn. Chúng ta cùng nhau theo dõi tiếp. Này, vô con lương nè, ló lạng ra. Thay vì chạy sát vào phía ở bên trong là phải, thì nam thanh niên lại chọn cách là chạy sát con lương. Đấy. Rất là khó hiểu các bạn ạ. Đấy, không biết là thanh niên này thực hiện như vậy nhằm mục đích gì. Còn đây là một ông chú đang ngồi xe lăn và xem thường mạng sống của mình. Đây, ông chú đang len lỏi vô những cái chỗ trống, những cái khoảng trống mà những chiếc container, những chiếc ô tô tải to lớn đang xếp hàng. Đấy, ông chú đang ngồi xe lăn.
Rồi, ngồi xe lăn nhưng mà vẫn còn thiếu ý thức. Đấy. Rồi, tiếp theo. Wow, một chiếc quan tài bay đã phi với tốc độ cao. Thay vì chạy ở giữa lộ thì chiếc quan tài bay này lại chạy sát phía trong đài. Không biết đường sao ấy. Không biết đường sao ấy. Đây, bị ngập nước luôn rồi. Ừ. Chúng ta còn sao xem lại. Ui. Ôi trời. Đường nước không mà phi cho giữ vô. Và đây không là cái chết của quan tài bay. Rồi tiếp theo, một hành động hội báo bố đây không chịu sát hàng lắm hàng. Đi ngược chiều, khung lỗi, lẫn làng, không chịu xếp hàng, còn tỏ thái độ bố đời. Rồi, tình huống tiếp theo. Quay một nhóm ô tô, quay. Một nhóm ô tô tự va chạm với nhau. Quay. Thay vì đỡ xe dậy thì nhóm ô tô này lại tiến về phía trước đầu xe khách với thái độ tức giận và hổ báo. Rồi, tiếp theo, quay. Quay. Một chiếc xe của cảnh sát giao thông đang bốc cháy, không biết vì nguyên nhân gì mà cháy quá trời. Có một hai người tiến đến để dập lửa, liệu rằng là có dập được hay không? Vâng, quả là không dập được rồi. Lửa đã cháy lớn hơn. Ui. Lúc này thì không ai tiến lại gần để dập lửa nữa. Người dân ở xung quanh chỉ đứng coi và không ai giúp đỡ nữa rồi. Và các chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng bất lực đứng nhìn chiếc ô tô của mình bị cháy rụi. Rồi, lửa cháy một ngày một lớn hơn rồi. Cháy lớn hơn rồi. Rồi cháy càng ngày càng lớn hơn rồi các bạn ạ. Ui, cả người dân và các chiến sĩ cảnh sát giao thông không biết làm gì ở trong tình huống này, chỉ biết lặng người đứng nhìn chiếc ô tô bị cháy. Đây. Chắc ở đây là một cái chốt. Lửa đã cháy lớn hơn rồi. Khả năng cao là chiếc xe này nó sẽ bị cháy rụi luôn. Và người dân cũng không muốn giúp đỡ nữa. Rồi, chúng ta cùng nhau đánh quên tình huống giao thông cuối cùng. Các bạn hãy chú ý vào chiếc ô tô màu đen này đang chạy ở bên lề bên phải, thì đột nhiên đấy lắng sang lề bên trái và đã qua chạm với chiếc ô tô màu trắng, khiến chiếc ô tô màu trắng tiếp tục qua chạm với chiếc ô tô tải đi ngược chiều. Và cái kết là sau cú qua chạm là cả ba chiếc xe đều bị hư hỏng nặng. Và rất may ở trong tình huống này thì mọi người đều an toàn. Rất khó hiểu cho cách xử sự của tài xế trên chiếc ô tô màu đen. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi phần tin tức trên kênh của Tin Nông Phút. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau.